Tôi đang có mặt tại sân bay Watusai, sân bay quốc tế Lào, ở thủ đô Vientian. Và từ bãi xe, tôi sẽ đi bộ vào bên trong để làm thủ tục ra đi. Và hôm nay chúng tôi sẽ bay về thành phố Hồ Chí Minh, đăng xếp tại thủ đô Phnom Penh, Vietnam Airlines, VN921. Và đây bên trong của sân bay. Và có bảng chỉ dẫn các cái chuyến bay, các cái quầy. Đây là bảng quầy nước biển khác. Và sau đó sẽ vào khu vực làm thủ tục. Tùy theo các chuyến bay mình sẽ xếp hàng. Vietnam Airlines nằm góc bên phải. Các chuyến bay đi các nơi trên thế giới. Làm thủ tục xong thì sẽ lên lầu 1 để qua khu vực hải quan xuất nhập cảnh. Đây, tôi đã kết thúc chuyến tham quan Lào Thái 5 ngày 4 đêm. Hôm nay trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Hẹn gặp lại quý vị.